Rồi. Mời các bạn nhá. À, mời nhá. Dạ. Giờ anh chị nhìn. À, nào nào nào. Men đâu? Đảm ra cái gì kia hả? Đây. Sáng hay đây các bạn, phun như đây các bạn. Hay ướt đây, kém. Đây các bạn ơi. Này các bạn. Chủ yếu hôm nay ăn toàn đồ sống thôi các bạn ạ. Món kiểu thứ bảy có thể răng không mà. Ôi. Chờ món này mất chân ai bao mới thử bà. Ừ, bởi nào cũng phát hạt. Dạ thú một tay khá thở lâu lắm mới nào trình độ ấy nọ tôi nó sao phải bỏ y phải bỏ chứ mới thôi nè đây món chính các bạn ơi à, tưởng đâu đây à tưởng đấy là món chính thế bây giờ cho cá vào đây các bạn ạ cho hết đi sợ quá chị này nhé chẳng cười cho hết đi bao phá bò mấy chìm sao mấy đây kín mấy kín thôi quý vị đâu có đứa tàng lên trên này đây kín bài rồi cái này là phải thật nhiều rượu đấy không có rượu là bụng rồi cái này mà không có rượu là ăn cái này là bụng đấy cung mức cái này kiểu tăng ta sang ý ăn cá chép thì ngon ôi ôi đây cái bữa ăn xong món thôi tao ăn cái chim nữa ôi bắn ghê thế chua mà cả nó cay mà rồi thế con nó nhảy ấy, mẹ ăn luôn chém luôn đi đừng phải vốn hơn lẩu đi ăn quá lẩu thú á ui mưa lẩu đấy à cái gì mất đôi tay mất lắm tao quá cột có lẽ mới đây có khú bắt nang sang cái này để kịp mất đấy ăn cái thôi thế là ăn bả thì nó bắt thế là ăn bả lẩu kẹt đấy cái lẩu ăn mấy mới nhá mới nhá thôi đấy đấy có mấy lẩu đấy chiến đây chiến đây mời cả nhà nhá ơi mời đi mời các bạn xem TV nhá con nào khủng để tao xem nào ăn nó con nào khủng để tao con nào vừa thì để tao ấy phải ăn tầm như thế này các bạn ạ ui già ai già già ui da tí còn lên lương sơn chống dặn nó kiểu ra nó học kíp lộc mà ai học kíp như được